Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi ok các bạn ơi, bữa nay mình mới đi chợ Mỹ về, mình thấy họ mới cắt mấy cái miếng thịt này ra rất là tươi ha, tươi xanh luôn. Mình thấy ngon quá, mình có mua một dĩa như thế này 3 miếng. Cái này là beef ribeye steak boneless ha, có nghĩa là không có xương nha các bạn. Đó, thì cái này là mình về bữa nay mình sẽ có một cái bài ướp thần thánh với nó, ngon hết ý luôn. Mình ướp theo kiểu của Mỹ. Đó ha, thì sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn. Đó, thì bây giờ đây. Đây là tỏi với lại hành. Ha, tỏi với lại hành bột đó, người ta đã xay xuống một thủ như thế này. Người ta bán thì các bạn mua cái này chợ nào cũng có nha. Đó. Rồi xong rồi một miếng bơ. Còn đây là tiêu. Rồi các bạn lấy giùm cho mình một củ tỏi lớn. Còn đây là thyme. Đây là hương vị đặc biệt của nhà hàng Mỹ. Các bạn đi vô nhà hàng Mỹ các bạn ăn là sẽ có cái này. Nó cái này kêu bằng thyme. Các bạn mua ở chợ nào cũng có, hai chợ Mỹ nha. Nó thì có cái này vô là rất là đặc sắc. Rồi ok, thì mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Thì bây giờ trước tiên hết thì mình sẽ lấy 3 miếng thịt bò này ra mình rửa. Rửa xong rồi mình lấy cái tờ khăn giấy đó, mình thấm cho thật là khô. Rồi ha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị ướp nó nha các bạn. Đây là cái bài ướp coi như là ngon hết ý luôn. Trước tiên hết các bạn hành với tỏi ha. Hành với tỏi bột hồi nãy mà mình thưa với các bạn đó. Tỏi với muối ha. Đây nó có muối sẵn trong đó rồi. Đó là tỏi với muối nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cho tiêu. Đây là cái hương vị của nhà hàng Mỹ nha các bạn. Rồi ok, bây giờ các bạn cho cái thêm nó vô. Đó là cái đặc biệt cho các bạn, nó rất là thơm. Mà nó cũng dễ mua nha các bạn. Các bạn đi vô chợ Mỹ ha, thì chợ nào cũng có. Rồi ok ha. Xay qua bên kia mình y như vậy nha các bạn. Mình ướp hai mặt. Xong rồi các bạn để giùm cho mình khoảng 15 phút nha, cho nó thấm tất cả gia vị này vô. Cái này là các bạn coi như là ăn, coi như là để vô miệng một cái rồi là tê tái. Y như vậy. Rồi ha, các bạn cứ để cái thêm vô. Các bạn mà làm như vậy mà ăn mà thấy quá ngon ha. Rồi các bạn like giùm cho mình nha, cho mình một like hay hoặc là subscribe ha. Đó, để cho mình có tinh thần rồi mình làm những cái món ngon để chia sẻ với các bạn tiếp. Rồi ha, các bạn để giùm cho mình khoảng 15 phút nha các bạn ơi. Thì bây giờ hồi nãy giờ mình ướp được 15 phút rồi ha. Rồi bây giờ các bạn bắt lên giùm cho mình cái chảo nha. Các bạn để cho thật là nóng. Để dầu vô ha. Rồi trước tiên hết các bạn để tỏi vô giùm cho mình. Cái củ tỏi hồi nãy ha, các bạn sắc làm đôi giùm cho mình. Đó. Thì cái người Mỹ họ làm như thế nào thì mình làm y như vậy nha các bạn. Tại sao mà không bầm ra, mình thì mình bầm ra. Nhưng mà nó có cái lý do của người ta nha. Rất là ngon. Một chút xíu nữa thì cái nước của tỏi trong cái củ này nè, nó sẽ tươm ra, nó rút vô trong cái miếng thịt bò. Ăn coi như là tươi xanh luôn. Rồi ha, bơ nha các bạn. Đó, các bạn mà làm như thế này là coi như các bạn ăn là tê tái luôn. Các bạn nhớ để lửa mạnh giùm mình nha.
Rồi ok các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn thả miếng thịt bò vô dùm cho mình. Thứ nào chịu nổi. Rồi hai miếng thôi ha các bạn ha. Tại vì cái chảo này phải để cho nó rộng thì nó mới đủ cái sức nóng để mà nó đốt hai cái miếng thịt bò này. Rồi ha các bạn, để lửa mạnh giùm mình nha. Các bạn cứ làm một mặt trước nha. Một mặt để cho nó cháy, nó thơm. Xong rồi các bạn lật qua. Khi các bạn lật qua rồi đó thì các bạn dùng cái củ tỏi này, các bạn tha lên. Đó là cái cách của những cái nhà hàng Mỹ họ sẽ làm như vậy. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ lật qua nha các bạn. Thơm nước mũi luôn. Cái thêm đó các bạn biết không, nó thơm dễ sợ lắm. Rồi bây giờ tới cái lúc mà các bạn phải tha cái củ tỏi lên. Tại sao mà mình đó thì mình bầm ra mình ướp ha, còn người Mỹ họ làm như vậy, cái nhà hàng Mỹ đó giống như là đen mì vậy đó, thì nó làm y như vậy. Mình thấy ngộ đó nha, khi mà các bạn ăn các bạn sẽ thấy khác liền. Nó các bạn cứ thấm, các bạn tha lên thì cái nước tỏi nó còn ở trong đó đó, nó sẽ rút vô. Bây giờ là các bạn biết nó thơm cả nhà luôn, nó bay cả nhà luôn. Bò này nó rất là mềm nha các bạn. Cái này là rib eye steak, rất là mềm. Một dĩa như vậy là 3 miếng, hồi nãy hình như là 21 đồng bao nhiêu đó. Các bạn cứ tha như vậy nha các bạn, tha lên. Thơm quá các bạn ơi, thơm chịu không nổi luôn. Các bạn ha, muốn ăn mà nó cỡ nào đó, chín hay là dừa chín hay là tái tái á, thì tùy các bạn nha. Nó thì mình nói như vậy để cho các bạn canh cho nó đúng cái khẩu vị của các bạn nha. Còn mình là mình ăn thì cứ dạng medium, ăn dừa thôi, ở trong nó phải hồng hồng mới ngon, còn chín quá là coi như là mất ngon luôn. Đó, vậy là ở trong cắt ra nó còn hồng hồng là được rồi, mềm thơm ngon. Rồi ok các bạn ơi, như vậy là được rồi nha. Thì mình ăn cái dạng mà medium đó các bạn, ở trong nó còn hồng hồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha. Các bạn chuẩn bị ra bàn ngồi nha, mình bưng lên nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha. Thứ nào chịu nổi. Rồi các bạn chuẩn bị ha, còn một miếng nữa mình làm luôn. Bây giờ khi mà mình đã làm cái bít tết xong rồi ha, mình để đó. Bây giờ đây là mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách mà các bạn chiên khoai tây như thế nào cho nó giòn rụm luôn. Nó ha, là bây giờ trước tiên hết các bạn sắc khoai tây ra, các bạn rửa sạch sẽ, xong rồi các bạn để vô microwave, các bạn bấm dùm cho mình 2 phút ha. Xong rồi các bạn đem trở ra để vô trong tô, các bạn rắc bột bắp lên dùm cho mình. Xong rồi các bạn trộn đều lên như thế này, rồi các bạn chiên. Nó đây là cái bí quyết mà chiên khoai lang tây giòn rụm ha. Nó thì các bạn chiên thì chiên bình thường. Đó, thì cái bí quyết mà các bạn để vô microwave 2 phút nha, thì các bạn rắc bột bắp, các bạn trộn đều. Thì bây giờ cái món bò bistec của mình nó đã xong rồi ha. Thì cái kiểu ướp này là kiểu hương vị của nhà hàng Mỹ nha các bạn. Nó thì các bạn đi ra Denny ăn ha, thì nó cũng y hệt như vậy. Cái kiểu của cái người Mỹ là họ sẽ sử dụng cái thêm với lại tỏi nguyên một củ cắt làm đôi. Đó, ha. Rồi khi mà các bạn nướng hay chiên gì cái miếng bò đó ha, thì các bạn tha tỏi lên. Với bơ nha các bạn. Đó. Thơm nức mũi luôn. Thơm bát ngát luôn.
Cái này mà các bạn uống như bia cũng được ha, mà các bạn uống như rượu đế cũng được. Các bạn mà ăn một miếng mà nhai mà nuốt một cái là nó chạy rần rần ở trong đó nha các bạn. Còn khoai lang tây thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà chiên khoai lang tây cho nó giòn, thì mình đã thưa với các bạn rồi đó ha. Các bạn cứ việc làm y như vậy, ăn khoai lang tây rất là giòn và thơm. Cái bò này rất là mềm nha các bạn. Cái này là ribeye steak, rất là mềm. Thì chấm thì các bạn tùy theo các bạn nha. Thí dụ như đây, đây là mình sẽ sử dụng cái A1 với lại wasabi, hai thứ mình trộn với nhau, mình chấm là coi như hết bài luôn. Thì cái A1 đó các bạn mua chợ nào cũng có hết trơn nha. Chợ Việt Nam cũng có, mà chợ Mỹ cũng có, chợ nào cũng có A1 hết trơn. Đây, đây, đây là cái chai A1 này. Các bạn ăn với thịt bò là coi như hết bài luôn. Còn mình thì mình ăn với cái này là mình pha thêm là cái wasabi. Đó, cho nó cay cay một chút xíu rồi ăn nó mới phê. Rất là thơm ngon. Ribeye steak, hương vị của nhà hàng Mỹ. Các bạn làm như vậy các bạn ăn là coi như quên thôi. Ăn biết bao nhiêu mà cho đủ cái ướp cái kiểu này. Lâu lâu các bạn làm mấy cái món này ha, để cho gia đình hay đãi bạn bè rồi ăn chơi cho nó vui. Rồi ha, ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình là xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi, mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn nha.